Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng tới ông John Kerry nhân dịp ông được Thượng viện Hoa Kỳ chính thức thông qua đề cử là Bộ trưởng Ngoại giao mới của Hoa Kỳ. Được tin ngày hôm qua đã xảy ra vụ tai nạn máy bay gần sân bay Almaty, nước Cộng hòa Kazakhstan, làm 21 người thiệt mạng. Hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Kazakhstan Nazarbayev. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trình lên Tổng thống Nga Putin kế hoạch phòng thủ Liên bang Nga. Kế hoạch này do Bộ Quốc phòng Nga phối hợp cùng các bộ ngành có liên quan soạn ra với mục tiêu đối phó với các vấn đề toàn cầu, cũng như các nguy cơ và mối hiểm họa mà Nga có thể phải đối mặt trong vòng 10 năm tới. Lần đầu tiên, tất cả các chương trình có liên quan đến phòng thủ đất nước như chương trình vũ trang, nhập ngũ, chương trình của các bộ ngành liên quan trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga đã được kết hợp vào một chương trình tổng thể thống nhất. Bản kế hoạch còn trình bày cụ thể sự phát triển của các lực lượng vũ trang Nga trong những năm tới để tránh lãng phí và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ rúp cho việc mua sắm các trang thiết bị quân sự hiện đại. Bản kế hoạch vạch ra phương án giao cho các nhà sản xuất vũ khí bảo dưỡng sửa chữa các khí tài do mình chế tạo thay vì giao cho quân đội như trước kia. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh đây là bản kế hoạch mở sẽ được bổ sung hoàn thiện theo từng thời kỳ.